Hồ Đại Quốc Huy, hiện tại em đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thành. Em tên là Trần Thảo Minh Trang, hiện tại đang học lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Tân Bình. Tên là Phạm Nguyễn Phương Thảo, học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Em tên là Phạm Quốc Hải, là học sinh của trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Thấy điểm số của em là vượt hơn những gì em mong đợi. Sau khi vào học thì ban điểm của em đã tăng từ 8 cộng đến 9 cộng, kiến thức cũng đã ổn định hơn. Tầm khoảng 1 đến 2 tuần đầu là điểm số của em có thể trên 8. Em cảm thấy là kiến thức của mình được cải thiện rất là rõ rệt, tức là 3 môn mà em theo học là toán lý hóa. Em đã cải thiện điểm từ khoảng từ 8,5 cho tới 9 cộng. Số công đúng thì có thể nói là em cũng đã làm được khoảng từ 90% trở lên của một cái đề. Sự tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và sự dễ thương của các anh chị lễ tân, với đó là cơ sở vật chất ở trung tâm của thầy cô. Theo em thấy số lượng 12 học sinh là khá là ổn của một lớp, giáo viên có thể giảng, có thể theo dõi được tất cả các học sinh cùng một lúc. Và em thấy 12 học sinh là